Mặc dù là đây là vẽ những cái cấu kiện, cái kết cấu này được kiến sư vẽ trong cái gọi là structure, thì những cái này nó không xuất hiện những cái đối tượng này. Mặc dù là ta bấm vào đó, ví dụ ngay cả cái cột này nè, thấy cột này thông số nữa không, lớp bê tông bảo vệ nó là bao nhiêu, nó có cái này hoàn toàn có thể chỉnh được, nó nói thôi. Cho nên rõ ràng là khi chúng ta đưa nó vô, nó không xuất hiện trong mô hình phân tích, cho nên phải làm chuyện này nè. Giả sử bây giờ kiến sư làm việc với lại kỹ sư và để check hai cái mô hình đó, anh này anh kiến sư đang làm và trên cùng trên cái mạng đó, trên chia sẻ trên mạng đó qua LAN hay cái gì đó vân vân, thì lúc đó ông kỹ sư bên này ông mới nói nè, đây tôi nêu một cái dự án mới ra đây, nêu một cái dự án mới ra đây, thì trên cái dự án mới đó giả sử là level 1, nhưng mà cái này là của, nên nhớ là bên này cũng level 1 mà bên kia cũng level 1, lát chúng ta sẽ xử lý nó. Ra ngoài link cái file để bích vô. Chúng ta có cái file này. Nãy chúng ta có một cái file tên là, để xem bên này chúng ta nãy tôi lưu nó vô đâu nha. Revit structure, để tôi lưu CSS nó vô đây đi. Vô đúng cái thư mục cho đó. Là đây. Chúng ta có một cái file tên là đó. Chỗ này. Revit structure ASD CFC. Rồi tôi lưu cái file giống như thế. Tất nhiên là để chúng ta làm cái chuyện này nè, trước khi mà tôi đem nó qua tôi xử lý nó một chút xíu, thì chúng ta thấy cái file này cái vị trí nó nằm ở đâu là dĩ nhiên, đây là số một cái tool khác ha. Giờ tôi mới open cái file đó. Trong trường hợp này là nguyên cái mô hình của bên kiến trúc sư vẽ bên kia, nó sẽ đưa qua đây, ông kiến trúc sư đang ngồi làm chung với tôi, và tôi để ở cái cấp độ, tôi để cấp độ tô bóng nó là như thế này. Như vậy thì trong trường hợp nếu giả sử là kiến trúc sư bên này mà họ vẽ, kiến trúc sư bên này vẽ cái tường này đó mà là một cái tường bình thường thôi, tường của kiến trúc, tường không chịu lực, thì lúc đó trên cái mô hình của Revit Structure bên này là không thấy, anh chị không thấy nó, tại vì trong này nó chỉ hiện đồ của kết cấu thôi, nó không hiện đồ của kiến trúc. Cho nên là lúc đó trong trường hợp đó anh chị phải bấm lên đây và anh chị sửa nó có cái đặc tính ở đây nè, đó short show này, bình thường ở đây anh chị, đây là tôi đang vẽ cái tường này đúng không, còn nếu mà anh chị vẽ một cái tường mà tường của kiến trúc nằm đây nó không thấy á, nè cho này nó cao lên tường biết tầng 1 leo lên tầng 2, viết cái mảng tường này ra đây đi, giả sử thế, giả sử là như vậy. Rồi chỉ vô này nè anh chị, cái bảng tường này qua bên kia chắc chắn anh chị cũng thấy, thì lúc đó anh chị mới sửa nó thành là check vô đây, thì lúc đó nó sẽ, trường hợp đó nó sẽ là tường một kết cấu tường chịu lực, thì lúc đó qua bên kia nó thấy đó, trong trường hợp anh chị không thấy nó. Bây giờ tôi mới nói là chỗ này nè, chúng ta làm chuyện này qua được biết hết trơn, cái mô hình này nó hiện lên và tôi bắt đầu là bên kia đó, ông kiến trúc sư thì dĩ nhiên là dùng ông bố trí một số thiết bị vệ sinh ở trong cái cơ điện, cần lấy qua để nối ống vân vân, một số chỗ vậy, chậu rửa đồ đâu rồi vân vân. Nhưng mà đối với kỹ sư kết cấu thì họ cần lấy những cái cấu kiện này qua để đặt thép, thì cái đặt thép đó mấy cái rebar đó thì chúng ta mới lên trên collaborate nè. Trong trường hợp này tôi dùng copy monitor và tôi nói là tôi copy từ cái link vô. Trong này nó có một cái trường hợp là current project, giả sử tôi có một cái cột trong kết cấu đó, cái cột chỗ này và những cái hàng cột này và những cái cấu kiện khác nó có cái quan hệ về mặt kích thước, vị trí nó với nó với nhau, nó tương đối nhau là nó có một cái quan hệ nào đó, anh chàng đó đi thì những anh chàng khác phải đi theo, giống như thế. Thì lúc đó nó sẽ copy theo cái kiểu gọi là current object, nhưng mà trong trường hợp này của tôi là select link, tức là tôi copy cái mô hình, tôi liên kết từ bên Revit Architecture vô, chỉ cho nó hỏi nè, tôi chỉ vô cái link này thì lập tức nó chuyển qua chế độ copy monitor là đây. Anh chị có cái copy là sao chép monitor là anh chị giám sát theo dõi nó. Thì trong trường hợp đó vậy thì nó nói là những cấu kiện bên Revit Architecture, những cái đường lưới đó, những cái grid đó, những cái code cao độ, cái level, cái cao độ sàn đó thì chúng ta hoàn toàn có thể copy qua được. Copy qua bên này nó sẽ thành cái gì, chúng ta vô trong option chúng ta quyết định, nó bật lên cái học thoại này. Thì nó nói như thế này, cái bên Revit Art nó đang xài cái level này là cái dạng này, tức là anh chị nhìn qua đây thấy nó chính là cái đường này. Dĩ nhiên là tôi có thể làm khác đi, dễ để tìm vô đây không sao hết, chế lại đường này. Chúng ta đều biết là có thể edit style đó và chế cái khác, đầu viết là chọn lại, đúng chưa? Chế lại toàn bộ. Thế tôi nói như vậy thì anh chàng nói là như vậy thì bên này sao? Nói bên này cũng xài lại đó. Hoặc là anh chị nếu giờ anh chị muốn có một cái dạng đường nào đó, cái mà do anh chị tự chế trong cái level đó, tự tự làm một cái đường, thì trong này nó xuất hiện cái danh sách chị chọn rồi. Nó hỏi những cái thông số khác trước khi copy cái sàn bên kết cấu này có như thế nào, nói anh âm 50 để tôi chừa 50 trên để tôi hoàn thiện, đó là của kiến trúc, còn kết cấu thì giật xuống 50. Nó hỏi là bây giờ review level with the same name, nó hỏi là anh có
dùng lại những cái level mà cùng tên luôn ấy, chép vô đây có nghĩa là có, nghĩa là sao bên kia level 1 thì bên này sẽ là level 1, mình cũng sẽ có giống như vậy. Nó hỏi tới là review matching level, hiện nay là ví dụ như hiện nay nên cái level đó nó đã có trong đó rồi, anh cóp vô chỗ đó mà nó có sẵn rồi thì có cóp không hay không. Đây là do not reuse. Tiếp tới nó hỏi anh cho cái hậu tố của cái level đó, nó cái này mà cóp qua đằng kia là level 1, thằng này cóp vô thằng là level 1 revit structure, đúng không? Cái tiền tố của nó revit là nói là CFC, ví dụ vậy. Như vậy thì lát nữa level 1 nó sẽ là CFC level 1 revit structure, một chuyện tương tự giống như bên này revit structure CFC. Cái lưới bên kia là gì thì quy đổi bên này là loại gì, tôi không biết bên kia là nó đang xài loại gì, bên kia mới nhìn qua đây cái rip bên này nè, chú đó là loại gì, bên này nó có thể khác đi. Đấy, này nè chú em đó là loại gì, 6.5 ly bubble đúng không, thì có qua bên này là gì, nó là đó đó, y hệt như vậy thì anh chị có thể đổi thành dạng khác, cái tên gác ví dụ vậy, được chưa? Rồi giống giống y hệt như vậy, anh chị đến column bên kia, anh chị thấy bên kia nó có khi nó đi qua rất là nhiều cái cột mà mình nhiều khi mà mình không xài, tại vì lúc trong family lúc cái template mà load cái dự án nó lên nó có. Cho nên là cái chuyện mà anh chị có thể làm giống như là trước khi đưa qua là anh chị vô trong manage nè, anh chị press and use, bấm lên nó, những cái gì không xài anh chị có load vô rất là nhiều mà anh chị không xài anh chị check out, anh chị có 321 đối tượng là không xài, tại vì lúc mà anh chị chọn cái template đúng không, mình chọn cái template là đó Defometric hay là cái gì đó do công ty mình, thì lúc đó tất cả này nó hiện lên, nó hiện lên như vậy thì có nghĩa là đem qua bên kia mình phải xử lý. Mặc dù là trong mô hình mình là không có, nhưng mà family nó có thì nó sẽ hỏi anh nếu có thì anh sẽ quy đổi như thế nào, anh chị dung không. Thì nó bay qua bên này mới thấy là nó ở đây có rất là nhiều cột, mà nãy tôi có cái cột là bao nhiêu, tôi có một cái cột xuất cho column là tôi có cái 450-600, tôi có mỗi cái cột đó đúng không. Vậy nó hỏi là từ đó anh qua bên này đó thì anh sẽ đổi cho cái cột gì, tôi nói thì nó thể thành là 600-750. Cái cột này tôi chưa phân tích, tôi chưa biết được đúng không, tôi mới đặt tải vô những chuyện chạy những chương trình phân tích, ví dụ như sát y tác hay là robot nó tính đúng không, thì lúc đó tôi mới coi cái cột đó là tiến triển là sao. Bây giờ hiện tại tôi muốn copy nó qua thôi. Rồi nói tiếp, nói cái cột này split by level, nói không này nó split sẵn ra khỏi cái wall bên kia. Hồi nãy tôi có một cái wall là 700 vậy, 450 thôi, chị đồng ý không? Đâu rồi, cái wall đó generic 450 này đúng không, thì cái tường cứng bên đó copy qua đây nó sẽ thành tường gì, tôi nói đó thành 300, tại vì có thể những cái tường này tôi có thể tạo thêm một số cái tường khác hoặc là tôi load từ ngoài vô, có một số cái giờ cấu tạo giống như thế, copy luôn kể cả những cái đồ, những cái lỗ đục xuyên tường đó, lỗ xuyên tường rồi đo window gì nếu có nó chừa lại đó để chi, không có làm mặt bằng lanh tô đó. Sàn giống như vậy thì sàn hồi nãy của mình bên kia là bao nhiêu, 150 đúng không, generic 150 thì qua đây nó là bao nhiêu, copy luôn lỗ xuyên sàn rồi nó ok. Như vậy thì mọi thứ là ổn ổn, thì tôi làm copy hai bước, một là tôi copy dạng 3D mandible, tôi quét từ dưới lên trên được chưa. Như vậy thì đó, finish một cái, đó là một cách, đó là một bước, xin lỗi, mà đó là một bước. Và cái bước thứ hai mà tôi làm là tôi nhìn ra mặt đứng của nó đó, nó báo đây nè có một số cái đó đang bị trùng, 71 cái đối tượng đang bị trùng ngay tại chỗ đó. Nó trùng là lý do là sao, tại vì thằng kia là Revit ạc này, Revit chơi nó cóp nó đã chèn đúng cái đó để trùng, nó la là phải rồi. Ta mới nói là đây nè, copy monitor, và ta nói là copy tiếp và select mandible, và trong trường hợp này tôi quét đây một lần nữa, anh chị finish luôn. Rồi vậy thì đây, đây chính là cái mô hình chúng ta finish lại, đó chính là cái mô hình mà chúng ta có. Đây mô hình 3D. Trong trường hợp này là tôi mới vô trong này, tôi giả sử tôi không muốn thấy cái mô hình này, tạm thời là không muốn thấy, thì đây chính là những thứ anh chị thấy nãy nè, anh nói nãy tôi giật xuống âm 150 á, dưới cái này, nhưng bây giờ này do cái sàn là tôi giật xuống là như 50, cho nên trong trường hợp là nó cắt lòi qua đây nè, thấy không, nó khác chút, cái chuyện đó lát mình sửa bên kia. Vậy thì dưới này móng như này nó không cho anh chị cóp qua, móng đơn, móng băng, móng gì đó, móng bè biết gì đó, anh chị vẽ bên này nè, kiếm sư dùng cái đồ này để vẽ thì qua bên kia nó không bao giờ cóp qua hết. Tôi hỏi lý do tại sao, nó nói là đó là những cái cấu kiện mang tính then chốt trong công trình đó, anh kỹ sư phải ngồi đích thân vẽ chỗ đó, nó ảnh hưởng tới cái khả năng chịu lực của cái công trình đó, nên anh phải ngồi đích thân, mặc dù là không nhiều. Tôi hỏi dĩ nhiên nó cho phép cóp qua được, hỏi tôi đáp là tại sao không cho cóp nó qua luôn, nó nói vậy nó không cho cóp. Đây những cái chỗ đó anh phải tự đích thân anh ngồi vẽ lại, nói kêu vậy đó.
Thì nó ra tới đây anh chị làm chuyện gì? Bên này là những cấu kiện, chị nói bây giờ isolated, tôi nói như giờ lót, tôi nói có structural foundation, ở đây tôi có móng cọc, đúng không? Đó, đài cọc cọc, nhưng mà trong trường hợp cái cọc này ở đây á, nó đang làm là cọc, đó là cọc thép, cọc của mình nhiều khi mình làm cọc bê tông, đúng chưa? Rồi xong đó lúc mà mình mới chế lại, lúc đó nó thả vô, ví dụ thả giống như vậy, hoặc là chị khoan cọc nhồi xuống cái cốt thép, đúng không? Xoắn lên cái này thì trong đó nó cũng có, nhưng mà trong trường hợp này cái móng này hiện nay, cái cọc này, cái đài cọc thì thả thép là ok. Cái cọc ở dưới là anh chị phải chế lại là bê tông, thì nay nó đang là thép. Sao chế chuyện nó bình thường thôi. Là một family gồm có đài cọc chính và cái cọc là từ bên ngoài một family khác lên như đó định vị và thả đó, không sao hết. Cho nên là hai cọc hay mấy cọc là do mình, nó một cọc thôi. Và nó nói như vậy thì vô đây, tôi nói vậy thì được, add column. Chỗ nào có cọc, chỗ nào có cột thì sẽ cho có chỗ đó. Chú đó nó nằm level 2 là không đúng, thằng đó nó phải nằm ở level 1. Tôi chưa finish nó một cái này, đó nó xuống này, nhưng mà đang bị do cái cao độ này tôi quên upset. Cho nên trong trường hợp này tôi sẽ select all, đúng như nè, và anh chị đẩy nó xuống này level 2 hay không có, đó là level 1. Và hồi nãy là bao nhiêu, thằng đó bằng 0 nè, lại nó xuống lại mấy ngàn ta, 4 ngàn, xin lỗi nha, vậy là tôi không có copy được đã qua này. Và tôi nói offset của em đó xuống dưới là âm 4 ngàn, cho nên xuống dưới chân nó dưới đó, còn nãy mình có cái label bên kia đúng không? Rồi anh chị thấy là móng cọc nó vô chỗ đó, móng băng vô chỗ này, đấy, móng băng select mandible, anh chị quét để nhìn ra thôi bình thường, anh chị mà quét hết lên trên lên này nó cũng xuất hiện á, vì đó là tường mình. Rồi nó xuống, ok sao hết thì anh chị thấy vô chỗ này. Khi nó vô tới chỗ này rồi thì chuyện còn lại là chúng ta thả rất đơn giản. Ở đây ví dụ giả sử cái tường này thả một cái, tôi thả một lần cũng được á, nhưng mà trường hợp này giả sử thế, giả sử là tôi tính toán là cho nó xong xuôi, tôi dùng extension tôi phải vô thì chị có cái trang reinforcement. Lát chúng ta nói cái này nói khoảng chừng 15 phút, bấm vô wall, nó hỏi trong cái đó thép anh bố trí kiểu nào, anh đặt cốt thép gì đó, lớp bê tông ABCDF gì đó, cái này chế được nha, cái này lát chúng ta chế được. Rồi đó, kiểu bố trí kiểu nào, thép trong đó là thép gì, bao nhiêu, chừa đầu thép này, chừa thép ra ngoài như thế nào, nối nó với nhau theo phương đứng phương ngang rồi đó, rồi vân vân. Ở đây nè, giờ chúng ta nói entire, xin lỗi, double, chừa đầu thép ở đây nè đúng không, ra bao nhiêu, có móc không, nó có luôn, bố trí kiểu nào nó ok. Nào, nó ra chỗ đó, nó nói là trên cái móng băng này nói attention, đó là candidate footing. Cái này nó báo là chỗ nào, là một số cái là mình phải cắt ra, xài tension quay nha, tôi thả một lần cũng được. Nó báo có một số cái nó báo mong thằng bác. Bây giờ ngay cái đài cọc này chỉ cho chú em này, cái chuyện này quá đơn giản, cái tension nó là đơn giản, đó là cáp bài cáp. Tất nhiên là anh chị sẽ liên quan đến chuyện không phải chuyện dễ, mà anh chị đó là cốt thép này đúng không, thép chuẩn nào rồi vân vân, rồi do anh chị đưa thông số nó vô thôi. Là đây gì nữa, cái cột này, cái dòng này vân vân, thì cái kiểu mà thả như vậy. Thì bây giờ để trước khi mà tôi nói tiếp chuyện đó, thì anh chị làm ơn làm sao đưa cái mô hình này qua đây đã.